Người ta nói là đi comment dạo mà có chồng á. Nghĩa là nhiệt tình comment lắm không? Tự nhiên không biết tại sao cái em mới comment và em nói là anh áo đen ngồi phía sau nhìn có vẻ ngon nhỉ. Đọc cái câu đó làm sao thấy tự ái ghê không? Như em trả lời là ngon thì ăn đi. Anh đoán được luôn á. Thêm một cái nữa là đây là cái người đàn ông đầu tiên mà nhắn tin với gái mà đi ngủ trước, đó là mới có 10 giờ rưỡi thôi mà đang nhắn tin, hai đứa đang tâm sự tới cái đoạn cao trào của câu chuyện luôn. Thôi anh buồn ngủ, anh đi ngủ trước nha, lát em ngủ ngon. Em bị chưng hửng luôn á. Thôi em đừng có về nhà, tại vì nhà em bên quận 7 nó hơi xa, nhà anh nghe Thành Thái thì nó gần. Thôi em đừng về nữa, qua bên anh ngủ đi. Em cũng lưỡng lự, ảnh kêu là yên tâm đi, anh không có làm gì đâu, anh chỉ ôm ngủ thôi. Thấy trên tay em cầm theo cái gì vậy? Cái này cuốn bí kíp của em. Để đi chút nữa mình bật mí nha. Chắc là bí kíp luyện công, bí kíp coi như là giặt mặt gì đây nè. Bí kíp luyện chồng đúng không? Rồi, xin mời hai bạn giới thiệu về mình. Chào chị Hương Vân, mình chào anh Quốc Thịnh. Em tên Nguyễn Chấn Tính. Nguyễn Chấn Tính luôn ha. Trắng. Nguyễn Trắng. Chấn. 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 Nguyễn Chấn Tính. Dạ vâng vâng. Chấn Thành và Chấn Tính. Đó, gom lại. Em nay bao nhiêu tuổi? Dạ em nay 34 tuổi, em sinh sống và làm việc ở Hồ Chí Minh ạ. Công việc hiện tại của Tính là gì? Dạ em bên nhóm nhảy à. Dancer. Dạ trước dancer giờ nghỉ à. Ủa nhưng mà bây giờ là em hoạt động ở đâu? Dạ em giờ quản lý nhóm nhảy luôn. Nhảy. Dạ. Giờ mình lên chức rồi ha. Dạ. Mời em. Dạ em tên là Hải Vi. Hải Vi. Dạ. Mẹ Hải Vi tên là gì? Dạ anh Cao. Tôi nghi rồi. Sao? Bạn Facebook của tôi đó. Mẹ của Vi là bạn Facebook của chị. Ủa gì hả? Ủa. Mà sao chị phát hiện vậy? Tại vì cái mặt giống. Giống hả? Vi năm nay bao nhiêu tuổi, công việc như thế nào? Dạ em 27 tuổi. Trước đây thì em cũng là dancer, là diễn viên tự do. Bây giờ là diễn viên tự do đúng không? Không, bây giờ thì em làm mẹ bỉm. Vậy hả? Là mới à? Mới à cưng? Dạ, con được 8 tháng rồi. Chắc có lẽ là hai đứa là như là đi diễn gặp nhau rồi là quen nhau này. Dạ, quen không? Nhau trong hậu trường đúng không? Dạ không có gặp luôn à. Không biết nhau luôn. Thực ra là hai vợ chồng làm chung một ngành. Nhưng mà chưa bao giờ gặp nhau, chưa bao giờ biết nhau. Bạn bè chung thì đã rất là nhiều, hỏi tới bạn chung thì ai cũng biết hết. Hay ho nhỉ. Rồi vậy cơ duyên nào các bạn gặp nhau? Người ta nói là đi comment dạo mà có chồng á. Nghĩa là nhiệt tình comment lắm đúng không? Hôm đó em vô tình lướt Facebook thì thấy là cái chị chơi chung với em á. Đợt đó thì em cùng một cái nhóm bạn là hay chơi bắn súng online á, thì chị up hình với lại chồng em và ba người bạn nữa. Tự nhiên không biết tại sao cái em mới comment và em nói là anh áo đen ngồi phía sau nhìn có vẻ ngon nhỉ. Ngon miệng đó. Em đọc được comment đó đúng không? Dạ. Đọc cái câu đó làm sao thấy như tự em, ái ghê không? Như em trả lời là ngon thì ăn đi. Anh đoán được luôn á. Nhưng mà chắc chắn ta là comment em vậy thì em nói em trả lời làm sao? Thôi đừng em ăn có nữa. Dám không? Đừng ăn nữa, anh là bông đã có chủ rồi. Ủa nhưng mà là chắc chắn là em phải coi cái hình nền thì em mới comment trả lời kiểu đó. Dạ em comment xong rồi em mới coi nha. Dạ thấy cô này sao? Facebook thì thấy cũng bị ảo lắm. Dạ thấy Facebook thấy tùm lum tùm la, thấy mà không biết đang làm gì mà ảo lắm. Rồi mới thử coi, hẹn gặp thử ngoài coi có ảo giống ảo như sao? Kiểu chụp hình đẹp lắm, thấy úp nhiều lắm. Rồi cái muốn họ gặp ở ngoài coi thử như thế nào coi có đẹp giống vậy không? Dạ, đúng không thử chứ cũng không có tính chuyện mà xa nữa tại lúc đó cũng đang chia tay bạn gái. Bao lâu thì mới gặp nhau ngoài đời? Tầm khoảng tuần sau gì á. Cái cảm giác đầu tiên khi mà con gặp Vi thì sao? Thì thấy cái sống mũi cao quá, giả. Phát hiện liền luôn rồi sao? Dạ thấy, nhìn là biết rồi. Có hỏi thẳng luôn không? Dạ không, nghĩ bắt đầu nói chị làm sống mũi cao dữ trời. Tại lúc nó mới làm nó chưa có. Tại cũng có nhiều người làm mà thấy cũng không có cao như vậy nữa. Làm quá lố luôn. Quá lố. Thế còn Vi thì lần đầu tiên em gặp anh này ở ngoài đời thì sao? Thấy ngon thiệt không? Em thấy mắc cười. Ảnh ở trên hình thì nhìn có vẻ là chững chạc. Mấy người mà Hồng Kông mà hay ngồi uống trà đạo rồi các kiểu. Nhưng mà cái lúc nói chuyện qua tin nhắn thì thấy ảnh có vẻ cũng rất là hài hước, cũng vui. Thế là hẹn gặp thử coi sao. Mà cái lúc gặp nhau lần đầu tiên không có ý định gì hết, chỉ là ý định làm ăn thôi. Tại vì cái lý do ảnh hẹn em ra, ảnh hỏi em làm nghề gì. Lúc đó em kêu là em làm social selling. Anh hỏi là ủa cái đó là gì em? Thôi em ra em gặp mặt đi rồi mình nói cho rõ, chứ anh không hiểu cái đó là cái gì. Ổng nhắn tin cho mình, ổng hỏi là ủa em xinh như vậy rồi có bạn trai chưa? Em cũng nói là em chưa có. Anh cũng chưa có bạn gái nè, không mấy mình hẹn hò nhau đi. Thêm một cái nữa là đây là cái người đàn ông đầu tiên mà nhắn tin với gái mà đi ngủ trước, đó là mới có 10 giờ rưỡi thôi mà đang nhắn tin, hai đứa đang tâm sự tới cái đoạn cao trào của câu chuyện luôn. Thôi anh buồn ngủ, anh đi ngủ trước nha, lát em ngủ ngon. Em bị chưng hửng luôn á. Giai đoạn đó là con cũng mới chia tay bạn trai, trùng với cái khoảng thời gian mà anh chia tay bạn gái cũ. Mẹ có nói là
sao tao thấy từ trước tới giờ mày không có quen thằng nào ra hồn hết á. Mẹ mới đưa cho cái cuốn sách là nói về luật hấp dẫn á. Thì mẹ kêu là đọc cái cuốn này đi, rồi mày coi coi là mẫu người lý tưởng của mày sao đó, mày sử dụng y như vậy cho tao coi 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 kết quả làm sao. Kết quả là nó đúng, là nó xảy ra đúng thiệt. Từ cái gu ăn mặc, từ cái ngoại hình. Tức là con can vô bạn này là đúng vậy luôn. Dạ đúng rồi. Là trước đó, trước khi gặp anh này là con đã làm một cái bản ước mơ kiểu vậy. Thì hoàn cảnh gia đình luôn, nói chung là có nhiều cái nó trùng hợp. Dạ, cái cuốn đó là cuốn gì hay quá vậy? Thôi em đừng, em hết cửa rồi. Em không có xài được. Để giới thiệu cho các bạn. Khi mà em gặp bạn này á, thì em có thấy bạn này có giống như là cái gu của em không? Dạ không. Trả lời thẳng thừng luôn. Rồi bây giờ hỏi thẳng luôn, cái gu của em đó là gu gì? Gu em là cao, không có sữa gì hết á. Mà gặp cái sữa hình như lúc đó độn cằm hay gì á. Không có sữa mũi. Rồi mà bị lùn nữa. Cái nhỏ cũng cao mà. Con cao nhiêu vậy? Dạ 1m58 ạ. Thấy không giống như chụp hình rồi. Cho nên bởi vì mới ngồi im giống như uống trà đạo vậy hả? Dạ lúc đó uống trà đạo. Hôm bữa đầu tiên gặp uống trà đạo. Trà đạo luôn. Em có về em kể cho mẹ nghe là em áp dụng cái cuốn luật hấp dẫn đó. Có kể về chàng trai này nhiều không? Thì không có kể về nhiều. Mẹ có gửi cho em một cái clip. Cái clip nhóm anh này thi ở bên Trung Quốc. Mẹ kêu là trời sao cái nhóm này nó nhảy đẹp quá. Tạo hình bông sen đồ các kiểu bằng đèn led á, sao mà đẹp quá. Rồi cái thằng mặc áo đỏ, cái thằng đó đẹp trai quá ha. Cái thằng mặc áo đỏ là anh này. Vậy là cô có coi cái nhóm của con đó? Là cái nhóm đèn led mà múa mà cái nhóm mà thi cái chương trình gì của Trung Quốc, thì chương trình rồi, cũng lớn lắm á, có talent á, có diễn cái bài đi cấy đi gì đúng không? Dạ. Rồi các em là quen nhau bao lâu thì mới chính thức ở chung với nhau? Tụi em chính thức quen nhau là sau 3 ngày. Cái 3 ngày mà tụi em quyết định quen nhau á là 3 ngày đó tụi em đi cà phê với nhau sáng đêm luôn. Cái tới ngày cuối cùng á, sáng 8:30 là em đi quay phim, thì ngồi cà phê tới 8 giờ anh này chở em đi quay luôn. Thì sáng đêm luôn thôi. Bữa đó lên phim trường ngủ như con gà mờ. Tối hôm đó ảnh kêu là thôi em đừng có về nhà, tại vì nhà em bên quận 7 nó hơi xa. Nhà ảnh ngay Thành Thái thì nó gần. Thôi em đừng về nữa, qua bên anh ngủ đi. Em cũng lưỡng lự. Ảnh kêu là yên tâm đi, anh không có làm gì đâu. Anh chỉ ôm ngủ thôi, để coi coi ổng sao. Coi ổng có uy tín không. Có uy tín không? Có uy tín. Đó, nói được làm được đó. Có hung cái không? Không luôn. Tụ hôn đầu tiên của các em là có phải trong 3 ngày không? Dạ không, 1 tuần sau. Sau cái 1 tuần đó là tụi em dự định là đi du lịch chung với nhau. Ảnh hôn xong rồi ảnh mới nói là anh định là đợi cái nụ hôn này để tới lúc mà đi Đà Lạt á, nó có khung cảnh rồi các kiểu, trao nhau nụ hôn đầu tiên cho nó lãng mạn. Nhưng mà bây giờ không chịu nổi. Rồi tụi em lấy nhau là bây giờ được 2 năm. Dạ. Đúng không? Bây giờ chúng ta đến với cái phần gọi là vạch mặt nhau. Cho em kể trước đó. Cô ấy có nhiều tật xấu không? Có nhiều tật xấu không nè? Nhiều đúng không cô? Bây giờ xuống chung mới biết là nấu cơm nấu nước cũng không có nấu. Dân tiệm mà. Cô không biết nấu ăn gì hết? Dạ biết mà ít nấu lắm. Mỹ nhà cửa nó không dọn dẹp bà. Bề bộn. Dạ. Không nấu ăn. Dạ. Lúc mà trước quen á thì chia sẻ nhiều lắm. Sao quen rồi chia sẻ không? Không vô. Là người nào chia sẻ? Là hai. Cả hai luôn, hai nói chuyện nhau, nhau là không vô luôn. Không vô giống như mình bị dụ vậy. Vô duyên. Trời, vô duyên ghê. Chứ nữa. Em đi diễn gì nhiều á, rồi cổ có ghen không? Dạ, hình như hai chồng không có biết ghen. Chưa tới giai đoạn đó hay sao mà. Chứ thay vì cũng ở nhà không mà, em cũng không có gì để ghen. Em cũng đi làm, đó đi làm, giờ làm kiếm tiền không mà. Vi không ghen luôn? Dạ không, tại vì em biết được cái giá trị của anh này như thế nào, mình đặt niềm tin được. Hiện tại là hai vợ chồng em đều ở thành phố Hồ Chí Minh hả? Hiện tại thì em vẫn đi lên đi xuống giữa Cần Thơ và thành phố Hồ Chí Minh. Ủa? Tại vì con thì để ở dưới Cần Thơ cho mấy bà trong. Ở trên đây thì chỉ có hai vợ chồng thôi mà anh đi suốt, anh đi làm, nói chung là anh bận biểu lắm. Mà một mình em thì quay với con á thì sẽ không có chu toàn được hết mọi thứ á. Mẹ với dì kêu là thôi về dưới đi, có gì mẹ với dì phụ. Mẹ con là ở dưới Cần Thơ hả? Dạ. Trời ơi, bạn bè Facebook nhau tôi cứ nghĩ bà đâu ở vòng vòng Sài Gòn, tôi đâu nghĩ bà dưới Cần Thơ đâu trời. Không xác định được địa lý. Xác định được luôn á. Ồ vậy rồi hả? Bây giờ nè, anh đang rất tò mò muốn biết cái bí kíp đó là cái bí kíp gì và ở trong đó nó có cái gì nè. Trước khi em nói về tật xấu của ảnh. Đây cũng không phải là bí kíp gì dữ dội, nó chỉ là một cái cuốn sổ để lưu trữ lại những cái khoảnh khắc mà tụi bản thân em thôi, chứ không phải tụi em nha.
bản thân em cảm thấy những cái này là những cái nó chân quý. Từng cái tin nhắn lần đầu tiên ảnh nhắn cho em mà những cái tin nhắn mà nó có ý nghĩa, gọi là nó chạm tới cảm xúc của mình á, mình lưu lại cho anh mượn coi được không? Dạ được. Nó cũng hơi cổ rồi đó, cho nên là cẩn thận anh, nhẹ nhàng. Anh thấy em rất là xúc động nghe. Dạ. Cuốn này là nó cũng bắt đầu hình thành là cách đây cũng 2 năm à. Dạ. Xin phép được đọc mà cái dòng đầu tiên. Đố anh biết ... em đang nghĩ gì? Có thể hơi trẻ con nhưng đây là cách em cất giữ những kỷ niệm cho riêng hai đứa mình. Cùng em chơi nhé. Em sẽ viết trước rồi gửi lại anh để cả hai cùng vẽ tiếp cái kết của câu chuyện này nha. Mèo yêu quái. Ồ, quý lắm nghe em. Con phải in nó ra đúng không? Con dạ. In ra. Cái thời điểm con làm cái cuốn sổ này là hai đứa quen nhau kỷ niệm được 1 tháng. Thì là con phải ngồi con lục lại hết tin nhắn từ đầu để chụp lại những cái nào nó cảm thấy nó ok. Nhật ký tình yêu của hai đứa. Cái này mình làm thì giống như là để mình sau này một thời gian dài á, mình xem lại thì nó gọi là nó có được một cái nơi để lưu trữ lại những cái khoảnh khắc ban đầu. Thời gian sau này sẽ có nhiều cái mâu thuẫn xảy ra thì sẽ có những cái giai đoạn mà mình không còn cái cảm giác như lúc ban đầu nữa, thì đây sẽ là những cái thứ mà nó giúp mình nuôi lại cái cảm xúc đấy. Hay quá. Vợ con là một người nội tâm có những điều rất là sâu sắc. Có nhiều cái vợ con còn để trong lòng, vợ con chưa có nói cho con nghe. Đó là cái tình cảm mà vợ con dành cho con rất là nhiều. Ví dụ như là vợ con thương con 10, nhưng mà vợ con giấu ở trong lòng 4. Nhưng mà con phải hiểu là bạn là cái người mà nhìn những cái nó bao quát, cái chi tiết, những cái tiểu tiết, những cái lặt vặt là bạn không có để ý. Người vợ á, cảm thấy là con hơi bị vô tâm á. Trước khi con cũng vẫn nói, gặp anh này là con cũng xác định được là sắp tới mình sẽ phải sống như thế nào rồi. Ban đầu thì có những cái ý như là con thể hiện rất là nhiều. Có lẽ cái này là con cảm nhận thôi. Cái thời gian đầu á, ảnh hay nói là trời em bớt diễn đi. Có lẽ là do cái công việc trước đây á, thì nó có một cái định hình không tốt. Thì có lẽ là có những lúc mà mình thể hiện nó hơi quá. Cái cách thể hiện của mình á, nó cũng hơi nồng nhiệt quá. Thành ra người khác họ bị ngợp. Và với cái tiếp người mà thực tế như thế này nè, thì họ không tin cái điều đó. Cũng không phải là do con không nói, mà là do ông này ông bận lắm. Lúc đầu thì còn có nhiều thời gian để đi cà phê nói chuyện nhau. Sau dần dần thì không còn cái thời gian để nói chuyện nữa. Thì có những cái là nó qua rồi thì thôi. Vợ nó không có diễn đâu, thương con lắm á. Đúng á, hồi nãy bạn cô nói chuyện là cô thấy bạn rất, coi là vợ con rất là thương con. Bây giờ khui tật xấu ông đi. Đàn ông thì cũng có vài tật linh tinh thôi. Như là ví dụ như bề bộn, trước lúc mà mới quen không bề bộn lắm đâu. Mà kiểu như quen một thời gian rồi á, chắc tại thấy con cũng bề bộn nên bề bộn theo. Bề bộn thôi hả? Dạ, với lại cái kiểu mà hay nóng tính thôi. Có lãng mạn không? Không lãng mạn. Những cái ngày lễ á, không tặng quà nhưng mà sẽ rủ đi coi phim, rủ đi cà phê. Đó cũng là một cái gọi là cho cái có cái gì đó nó khác với ngày thường cũng được. Rủ đi cà phê cũng được, dạ. Rủ đi coi phim cũng được ha con ha. Không biết tặng quà gì luôn con. Tại vì tiền là vợ giữ à hay gì? Không. Dạ không, hai chồng độc lập, tiền ai lấy xài. À vậy đó hả? Vậy thì con phải tặng quà nha. Dạ rút kinh nghiệm. Ừ rút kinh nghiệm nha con. Ngày 14 tháng 2 năm vừa rồi á, là lúc đó là con đang mang bầu em bé. Sáng sớm đi xuống dưới nhà thấy anh này anh lụi cụi anh làm hoa, làm bông rồi các kiểu. Cái nhà thì cầu thang xuống nó sẽ có cái vách tường che như thế nè. Mình đứng mình nhìn ra mình nói ủa ông này ông làm gì ta, lấy ông tặng hoa cho mình mà chắc không có đâu, tính ông này không bao giờ vậy. Cái mình ra mình hỏi ủa anh làm gì vậy? Làm bông tối diễn. Tối xong đã vậy còn đế thêm câu chứ không lẽ em nghĩ anh tặng em. Trời ơi. Không tặng qua tặng rồi. Ông tặng mất. Xong cái tối cái hai vợ chồng đi với nhau, đi chơi với nhau, cái nhìn thấy người ta bán hoa bên đường á, con không nhớ lúc đó con nói câu gì á, cái ổng mới nói là tính mua hoa tặng mà tại đi chung rồi tặng hoa không có gì bất ngờ nên phải mua. Không mà tại vì bạn nghĩ như vậy thì dạ. Bạn nói như vậy thằng nghĩ sao nó vậy à? Em mong muốn xã em thay đổi điều gì? Chỉ có một cái là cân bằng giữa cái việc mà công việc với lại cái sức khỏe. Chồng em thì bị cái tật là tham công tiếc việc kinh khủng lắm, ảnh bỏ bê bản thân nhiều lắm. Cái thời gian mà em về quê chăm con thì ở trên này ổng coi như là ổng xả vàng luôn. Ăn uống thì ăn ở ngoài, con cũng sợ là không đủ chất cho nên là con mua thêm thực phẩm chức năng cho uống. Phải nhắn tin lên anh ơi uống thuốc chưa, nhắc vậy đó mà vẫn uống ngày không, cuối cùng là không uống luôn. Thì chỉ có là cân bằng lại, nghĩ tới cái sức khỏe và nghĩ tới bản thân mình nhiều hơn. Bởi vì mình còn đi đường dài nữa. Cần tiến chỉ muốn vợ con là công việc ở nhà sắp xếp cho nó gọn rồi cho nó sạch sẽ ngăn nắp thôi, với hai vợ chồng cố gắng sắp xếp làm chung công việc, san sẻ công việc với nhau là ổn. Giờ gì nè, đây là cái mong muốn của anh. Hôm nay nhân kỷ niệm đến với chương trình này, anh rất muốn nghe em nói một vài lời gì đó với vợ của mình. À cảm ơn em,
đến bên anh. Xin cho anh bé xô, anh yêu em. Lần đầu tiên luôn á. Đó, lần đầu tiên mừng không? Không, dạ, không đi. Không cái đi. Không ngồi bả cái đi. Cưng quá trời. Bả không ngồi đi. Chúc cho hai em nghe. Dạ. Sẽ luôn luôn yêu thương nhau. Cảm ơn hai em. Cảm ơn hai đứa nha. Cảm ơn người. Là Hà Trọng Nghĩa, năm 32 tuổi, làm thiết kế nội thất. Còn em là Nguyễn Thị Thanh Nhạn, 27 tuổi và hiện đang làm tổ chức sự kiện. Bên này trang trí nội thất, bên này tổ chức sự kiện. Vậy thì sự kiện nào hai bạn gặp nhau? Cách đây khoảng 12 năm. Thì lúc đó em đang học cấp 3, thì lúc đó là tập tành lên mạng để chat. Không biết làm sao mà tình cờ gặp được cái anh này. Trên mạng em chat thì em gặp được cái nick cô đó. Em thấy hay thì mới chào em. Xong rồi em show webcam lên cho cô xem. Cái ấn tượng đầu tiên khi mà em thấy cái anh này thì thấy sao mà đẹp trai quá. Không đẹp trai thiệt. Rồi em có show... Dạ không, tại vì không có tiền để chat webcam nên là không có gửi webcam cho anh này được. Lúc đó em nghĩ là thôi giờ em cho gửi hình cho anh đi, mình cũng nói chuyện vài ba câu vậy thôi. Ngay ban đầu thì em đã gặp mặt Nghĩa rồi, Nghĩa chưa gặp mặt em. Dạ. Vậy thì bao lâu thì em mới gặp mặt được vậy? 2 năm sau lên Sài Gòn học. Thì có một hôm thì mới vào những cái hòm thư cũ, thấy những cái dòng thư ngày xưa mình viết cho anh này, xong mà nó ngô nghê, nó dễ thương quá. Xong rồi mới nhắn tin lại cho ảnh là em giờ em đã lên Sài Gòn học rồi, nếu mà anh rảnh thì mình gặp nhau. Thì hôm sau em mới nhận được cái mail của ảnh, là nhận được cái số điện thoại của ảnh, nên em mới gọi điện cho ảnh để mà hẹn gặp. Ủa vậy lúc mà em nhận được cái thư ở trên mạng của cổ đó, thì em có nhớ liền cô đó là cái cô bé mà mình đã gửi webcam không? Nhớ được cô đó. Xong rồi cái mình mời cô uống cà phê để mình coi mặt ở ngoài như thế nào. Em cũng hồi hộp đó, cứ đi tới đi lui trong nhà, xong rồi nghĩ không biết anh mẹ anh có già, anh có xấu không. Tại vì mình gặp trên mạng là có đúng anh đó không? Dạ. Với lúc không có nhớ tới anh này nữa, là không biết là có phải là anh không hay là anh cho người khác thì sao. Em đang suy nghĩ vậy thì nghe tiếng xe trước nhà mình để mới đi xuống. Lúc đó có giống như trong suy nghĩ của mình không? Dạ không, thấy ảnh dễ thương. Vậy thì em khi mà ấn tượng đầu tiên em gặp vợ em thì như thế nào? Tròn tròn, má xíu xíu, không ngờ dễ thương hết. Trong 2 năm đó hai bạn coi như là biết nhau trên mạng xã hội. Cả hai bạn thì ngươi làm có một cái trung nhân gì chưa? Lúc đó thì em có bạn trai rồi. Em ngồi nói chuyện với anh này nè, thì em thấy trên cái điện thoại của ảnh á có dán cái hình của một cô gái. Thì em mới hỏi ảnh là anh có bạn gái chưa? Anh nói là chưa. Em nói ủa sao chưa có bạn gái sao lại dán cái hình cô gái trên cái điện thoại? Thì anh mới nói là bạn thân của anh mà, chứ mấy ai mà dán hình bạn thân ấy. Không, cái đó là người yêu vừa mới chia tay xong mà quên lọt ra. Lấy cái điện thoại về cái mình nằm ở đó. Xong rồi em cũng thấy cô ta đeo chiếc nhẫn trơn ngay áp út. Em mới hỏi tại sao cô đeo nhẫn ngay chỗ áp út đó. Cái cô ta nói không vừa ngón nào hết, đeo ngón đó. Mình nghĩ là ngay ăn miếng trả miếng với mình đây. Đó, bắt đầu từ đó cái ấn tượng. Xong rồi cũng bố bằng tin nhắn. Dạ bực mình lắm chị, ngày nào cũng hả ba bữa cơm ba bữa là nhắn đều đặn hết á. Cái mà tới em gọi ảnh là cái đồng hồ sinh học của em. 4 năm trời, trời ơi. 4 năm trời. Như vậy có nghĩa là trong thời gian em cua vợ em á là em không có bạn gái luôn á hả? Thời gian đó là em đi làm, đó còn mê game nữa. Đó là đâu còn thời gian đâu mà cho người khác nữa, cứ có cô này thôi. Khi cô này đồng ý quen mà em phải bỏ game luôn. Trời ơi, vậy là chân tình quá ha. Mà em có tới nhà của vợ em thường xuyên lúc đó? Em không có cho vô nhà, 4 năm tới nhà em là chị đứng ngoài cổng thôi, chị mưa thì mặc áo mưa đứng ngoài cổng. Chị đến bao lâu thì em mới cho Nghĩa giáp mặt với mẹ? Cái ngày em tốt nghiệp đại học á, rồi ảnh nhất định ảnh đòi lên tham dự. Và em thì em nói anh có lạ gì của em rồi thì anh lên làm gì? Thôi thôi, lì mà lúc đó là mình lì, mình biết rồi, mình dậy sớm thì mình lên đó mình nhìn trước. Đó. Xong rồi khi cô tốt nghiệp xong rồi vô bóng. Xong rồi thì mọi người chụp hình chung với nhau. Thì về nhà mẹ mới xem. Xong rồi cái mẹ hỏi cái người này là ai. Thì em mới nói là cái anh này anh thích con vậy đó. Cái mẹ nói vậy thì cho mẹ gặp đi. Thì trong đầu nghĩ là nếu mà ba mẹ đồng ý thì thôi quen luôn. Có dắt về cho mẹ gặp không? Dạ có. Rồi gặp rồi là mẹ ưng luôn đó. Cái ngày mà gặp á, cái 2 giờ sáng ảnh còn nhắn tin cho em. Ảnh nói em ơi sao anh hồi hộp, anh căng thẳng quá. Không biết ngày mai gặp mẹ thì mẹ sẽ hỏi anh cái gì bây giờ. Cái nhìn đầu tiên của mẹ dành cho chồng em á, nó ra làm sao? Mẹ nói cái anh này hiền, dễ thương. Mẹ cho 8 điểm trên 10. Điểm tới luôn đó ha. Dạ, là quen luôn nhưng mà cũng không có tình cảm gì hết trơn. Vậy hả? Bữa đó là em nhớ là em đi chụp hình, cô này không cho em chụp, đẩy ra đây nè. Người bạn á, cái kiểu đứng chụp vô đi. Cái em cũng đứng vô chụp luôn luôn. Nhờ vậy cái là mẹ tôi đó biết, mẹ biết. Đẹp trai không bằng trai mặt, em có cả hai luôn đó, ghê thiệt á. Mà nãy giờ nói chuyện á, anh không nghe em nhắc tới ba em. Vậy thì không lẽ giờ lấy lòng được mẹ rồi, chắc ba em cũng dễ lắm hả? Bữa đó là tối em tới nhà chơi, bố ra cầm một cái bình rượu. Bố nói bước chân vô làm rễ nhà này phải uống hết nửa bình đó. Nửa bình luôn. Trời, em xanh mặt luôn, nó giờ sao đó. Trời, con đâu biết uống rượu đâu bố. Con không biết uống rượu đâu bác.
Dạ, thế bắt đầu cái đó. Lúc đó giống như là mình bị dồn vô thấy kẹt luôn. Cuốn không? Xong rồi cũng đỡ là mẹ với lại vợ ra. Nói thôi, thôi nó mới tới mà, cho nó nghỉ ngơi đi. Được tưởng thoát rồi. Sáng 7 giờ sáng, bố lại ra đưa cái bình ra nè. Uống, nếu không uống là không được làm rễ. Lúc đó thì cũng tìm cách ép uống tiếp. Quyết định luôn là nói con uống. Kê bố mới nói là được. Chị thôi. Chị nói là chị được. À hiểu rồi, vậy là thử lòng. Thử. Thế sau này hai vợ chồng mới biết là bố mẹ thử con rể. Lúc đó mà liều mà uống thì chắc không lấy được. Cái đó là tôi bưng đúng nguyên mình uống luôn á. Thực sự mà bố mà bắt uống rượu rồi mới cho làm con rể thì chị cũng hơi ngạc nhiên, nhưng mà cuối cùng công nhận ông già cao cơ thì thử đó mồ hôi hột quá trời luôn. Xong rồi cái cuối cùng bố nói không một câu là làm gì thì làm mấy vừa lòng bố đẹp mặt người. Thì đó câu sâu sao á, mình nhớ tới bây giờ luôn. Thì mình hiểu là không phải mình không biết uống rượu mà mình phải có sự tốt với vợ với lại gia đình thì sẽ tốt hơn. Là hai bạn lấy nhau lâu chưa ta? Dạ tụi em cưới được 1 năm rưỡi rồi. 1 năm rưỡi rồi 4 năm tìm hiểu. 4 năm đại học á là biết nhau thôi, không có quen nhau. Sau đó là yêu nhau 4 năm nữa rồi mới cưới. À có nghĩa là đó. Tới thời điểm này là 12 năm. 12 năm. Vậy thì sau hôn nhân thì có chuyện gì bất ngờ không? Tại vì thực ra là đã hiểu nhau quá rồi đúng không? Dạ. Rất là bất ngờ sau hôn nhân á là ảnh giỏi tề cha nội trợ. Thì ảnh là con một, chưa bao giờ phải làm những cái chuyện gì trong gia đình hết á. Làm tất cả công việc nhà, giặt đồ, nấu nướng, cơm nước là ảnh làm hết. Hay quá. Em có phát hiện bất ngờ gì ở vợ không? Dạ, bất tật xấu mà. Gì tật xấu hả? Thế thì bây giờ anh và chị Vân và tất cả khán giả đang rất muốn nghe cái bất ngờ xấu từ vợ em. Có biệt danh tặng vợ luôn đó là Dũng Sĩ Diệt Mụn. Trời ơi! Dũng Sĩ Diệt Mụn là dạ, sao? Là hai vợ chồng đang ngồi nói chuyện tình cảm với nhau. Cái vợ ngồi vuốt ve em thì cũng mình đang cơ cơ vậy, tự nhiên móc một cái thì nó thấy mình lên cầm cợm móc gì móc cái mụn dạ, mình sau lưng, cái cần cầm lưng sau lưng. Cái mình đau quá mình la nó, em làm cái gì cho em lấy cái mụn này ra đi. Em nói đau lắm. Vợ mới nói chút xíu có đề đau. Em nói chảy máu luôn mà không đau hả? Em lúc đó là em quậu em đẩy ra, em đẩy ra nói không được nữa, anh nói không chơi. Cái sau cái biết được em cái mấy lần ngồi kế em, anh ơi em có điều này nói với em. Nói với anh trong đầu em mày nghĩ là biết chuyện gì rồi, biết rồi đó. Đẩy ra ngoài nó, không có chờ chờ đó nữa nha. Em cứ vuốt cái lưng mà thấy cộm cái là em bấu liền, không có dạ. Em ngứa cái tay là em không chịu được. Em đâu có mụn nhiều đâu, lâu lâu có một cái mà cứ gần tới gần hai vợ chồng gần nhau mà cứ nặng mụn mất hứng hết. Bực bội thiệt là. Bây giờ còn nặng mụn nữa. Dạ còn. Nhưng mà bây giờ thì biết chứ, là anh quạo thì không chơi trò đó nữa. Chừng nào mà vui cái anh cho em một cái thôi. Năng nỉ cho một cái thôi, bữa nào vui thì nặng đi. Uổng ghê á, có những người á ghiền được nặng mụn á thì là gặp những người vợ không thích nặng mụn. Trong khi em ghiền nặng mụn thì gặp ông chồng là không thích nặng mụn. Đầu lắm chị ơi. Dạ có một cái nữa là em hay có tiệc với lại bạn bè á, bữa em có nhắn về trễ, em mới nhắn tin đó là ăn trước đi đừng có đợi anh. Thế không chịu ăn, cái ngồi mặt bú xị buồn còn lầu bầu với em. Biết người ta đợi rồi mà còn về trễ nữa. Em tức nữa, tại vì em nói em nhắn tin rồi, em cũng thương vợ em lo lắng chu đáo đàng hoàng là hôm nay em về trễ à. Rồi em quậu lên. Em quậu lên thì thấy vợ tội, chưa ăn gì hết, đói. Ok em mới nói ăn gì? Trời, hơi bất ngờ nha. Vậy không á, không có dịu dàng với phụ nữ. Đó mà cái vợ em lại thích cái tật là hay muốn xin lỗi. Mà lúc đó em sao? Em ăn giận gì? Là em im lặng luôn. Im lặng hả? Dạ không trả lời, không trả vốn. Anh hơi bất ngờ ở chỗ là gì? Từ đầu chương trình tới bây giờ anh ngồi nói chuyện với Nghĩa, anh thấy Nghĩa là một người rất hiền. Dạ, cọc tính lắm. Dạ. Có nghĩa là Nghĩa không phải là nóng tính mà là cọc thôi phải không? Dạ. Em thì giống là nói rõ ràng hết mà không làm theo. Cái mà về nhà còn là bầu ngược lại mình nữa. Thì em mới tức quá mới nói. Xong rồi em nghĩ ra nhỏ con quá, đau bao tử bệnh thì sao thì em phải xuống nước. Rồi em mới nói là thôi em ăn gì anh mua cho em ăn. Vợ mới nói là xin lỗi đi mới ăn. Em là không mày xin lỗi rồi nha. Xong rồi cái em cứ đi mua về cho để đó rồi ăn đi. Xin lỗi nhưng không có giờ thành tấm nha, xin lỗi. Vậy đó. Vậy hả? Rồi dạ. Lúc cuộc em có ăn không? Dạ ăn. Ăn đói. Bây giờ anh chỉ hỏi một điều là em có một cái điều gì đó mong muốn ở vợ em không? Giờ em đi công tác nhiều, do đó sức khỏe không được bảo đảm á. Em cũng mong muốn là vợ đi ít lại để dành thời gian cho gia đình chút. Còn cái nữa là
khi đi làm về phải tắm rửa liền. Giờ em mới tật là về nhà để nguyên bộ đồ đi làm, cái lao vô bếp xong rồi dọn dẹp nhà cửa xong xuôi hết rồi mới đi tắm. Em thấy cái suy nghĩ đó là hợp lý không? Dạ, ngày nào cũng bị nhắc nhở. Cái bộ đồ đi làm của mình làm đồ ăn rồi lỡ mà nó dính dầu dính mỡ hay là nó hư thì uổng lại tốn tiền nữa. Cho nên rằng theo chị thì em nên nghe lời của chồng. Thế còn em mong muốn chồng em điều gì? Em mong muốn là phải dịu dàng với phụ nữ. Mỗi lần mà điện thoại tới mà nghe mà không rõ cái gì nói gì đó, lời nói không mất tiền mua đó, nói sao để cho vừa lòng nhau, đó là vợ muốn nói vậy đúng không? Thực ra chị thấy em cũng nên nghe theo cái lời đề nghị của vợ em, cái đó cũng là tốt cho em mà tốt cho vợ em luôn. Ngoài ra còn gì nữa không? Dù là rất là giỏi tề gia nội trợ nhưng mà rất là bừa bộn, quần áo ảnh xếp xong là quăng vô tủ thôi, tới lúc mà em đi tìm đồ không thấy là em dễ nổi điên lên lắm. Ủa rồi trong nhà là ai là người giặt quần áo? Em giặt hết cho nhà. Ủa vợ không có giặt hay sao? Cái thỉnh thoảng công việc của em là thường xuyên phải đi công tác, thậm chí tới khoảng mấy tháng không có thấy cái máy giặt luôn. Xong rồi cái hôm đó ra ban công mới đứng nhìn cái máy giặt, nói ủa anh xay cái máy mới xay cái máy giặt lại hả? Anh nói ủa em bao lâu rồi em chưa giặt đồ em? Giờ có mong muốn là vợ giặt đồ phụ mình không? Thì nãy em có nói là bớt công việc để dành thời gian hai vợ chồng làm, đừng để em làm nhiều quá như đổi vị trí vai trò. Chị nghĩ rằng là với những cái góp ý chân thành của chồng mình cũng như vợ mình á, tụi em cố gắng giảm cái tôi của mình lại để mà mình giữ cái máy ấm. Đây là một người chồng theo chị là rất tuyệt vời đối với những người phụ nữ thời nay đó. Ngược lại thì em lại có một cô công chúa quá xinh đẹp, mặc dù cô ấy chỉ hơi nóng tính một chút xíu thôi. Giá như bây giờ em bỏ cái cọc cằn đi thì biết đâu cô ấy sẽ là một bà tiên dịu dàng. Xin cảm ơn hai bạn đã đến với chương trình. Rồi. Chào chú anh Thuận, chào chị Hồng Vân. Rồi em ngồi đi, thôi. Em cứ ngồi cứ thoải mái đi. Rồi sao em tên gì? Dạ, tên Mai Văn Trung. Cô quán em ở Bình Định. Tại giờ tài xế xe. Em là tài xế xe. Nhiêu tuổi rồi Trung? 29 tuổi. 29 tuổi. Ở Trung. Bình Định. Dạ, Trung Bình Định. Mới vô luôn. Dạ, mới vô ngày hôm qua. Cả hai chồng luôn. Dạ, chồng luôn. Wow. Đêm qua có đi khám phá Sài Gòn không? Đi ăn xíu không? Đi xíu hả? Dạ. Dạ. Mời em. Dạ, xin chào anh Quốc Thuận và chị Hồng Vân. Em tên là Hồ Thị Kim Quy. Hôm nay em 21 tuổi, quê Bình Định luôn ạ. Kim Huy hả? Dạ. Mới có 21 tuổi thôi á hả? Dạ. Ôi, trong... là lấy chồng được mấy năm rồi? Dạ, mới lấy chồng được 7 tháng. 7 tháng. Quá số rồi. Dạ. Huy, công việc của Huy là gì? Dạ, hiện tại là làm công nhân của dược, công ty dược. Công ty dược. Dạ. Và hai đứa quen nhau sao ta? Dạ. Lần đầu tiên là hẹn hò như thế nào? Dạ. Đoán nữa, đây anh tài xế. Này. Tài xế. Tài xế chắc là đi lại. Đến công ty dược để mà lấy thuốc. Lấy thuốc, rồi về gặp một cô bé giao thuốc thấy dễ thương quá cua luôn. Đúng không? Có là Mai. Là Mai. Là Mai. Không, dính đâu. Bởi vì em là Mai. Nhưng mà em đỡ cho chị được. Chứ chị phải dẫn ra là Mai. Dạ. Yeah. Rồi, bây giờ kể cho anh nghe coi cái câu chuyện là Mai đó như thế nào nè. Yeah. Em ơi, em phải dán cái tóc lên để cho ta thấy được cái gương mặt đẹp thật đẹp của mình được không ạ? Đó rồi. Yeah. Câu chuyện làm mai sao nè? Chị ở nhà với kêu em lấy vợ ơi, chưa muốn. Thôi cố gắng kia này, theo chị đi ra ngoài đó, phía vợ. Để dẫn vô nhà con gái, được. Vậy đó hả? Dạ, có nghĩa là em chưa muốn lấy vợ, dạ. Nhưng mà bà chị bà dắt em đến gặp bé này là em mê liền. Dạ. Đúng không? Thế cũng được. Chứ sao được, dạ. Quá được luôn á. Lúc đó cô ấy như thế nào ta? Dạ. Có rụt rè, không nói chuyện hay là... Nhìn mình ở trong nhà cứ lên rồi xuống, lên rồi xuống thì bực mình. Bực mình rồi, đi lên đi xuống, đi lên đi xuống. Mà lên xuống làm gì? Hả Huy? Lên xuống làm gì? Tại cũng muốn coi thử con trai như thế nào. Rồi em thấy sao? Em lúc em đọc anh này, em thấy sao? Đã gia đình là thuộc dạng gia đình truyền thống của Hủ, cho nên là không dám nhìn chính diện, chỉ là đi lên nhìn kén tí mà cũng không nhìn rõ được. Chừng sau rồi anh đi ra ngồi anh, thì con nhìn thấy bóng lưng của anh ấy. Thì nhìn cái ấn tượng đầu tiên á là một bờ mông rất là to. À, thấy cái mông to à? Dạ. Nhìn vào một cái vòng bao rất là khủng đúng không? Đó. Dạ, rất là thích cái mông to. À, vậy đó hả? Dạ, là cái gu của em là như vậy? Dạ, khoái. Khoái. Dạ. Không có nhìn mặt luôn. Không nhìn mặt, chỉ ấn tượng là tại cái vì... bờ mông với tấm lưng là... Đó, tại vì liếc mà đâu có đứng dám nhìn trực diện. Em có thể đứng lên cho anh coi cơ. Xoay một vòng cho anh coi. Xây ra, dán cáo lên cao xíu cái nè. Rồi quay ra đây coi, quay ra, quay qua đây, quay ra. Giờ teo rồi. Giờ teo rồi, thôi ngồi xuống đi.
trời ơi, chăm 7 tháng chăm con ta sao mà để ta teo cái vòng ba vậy hả? Con em gặp là em thích bạn này luôn. Dạ. Thích liền luôn phải không? Thích liền. Mà là tại sao cứ đi lên đi xuống không ngồi nói chuyện làm em bị bực mình đúng không? Mình chỉ làm duyên. Làm duyên. Nhưng mà cái mặt thì dễ thương đúng không? Dạ dễ thương. Mặt quá dễ thương đúng không? Dạ. Rồi sau đó như thế nào? Sau đó là về rồi về đến đêm show. Ra tiếp nữa. Dạ. Ủa là sao là sao? Em nói chậm chậm thôi. Tức là đi ra tiếp. Đi về nhà nhưng mà hôm sau trở vô lại. Trở vô lại tiếp nữa. Rồi sau đó là ngày nào cũng vô không? Dạ, ngày nào cũng qua luôn ạ. Ngày nào cũng qua luôn. Nhưng mà sau đó thì cô ấy còn đi lên xuống không là sáng vô nói chuyện với mình luôn. Đu đi Uber. Xin ba mẹ đi uống cà phê. À cái gì? Là con nghĩa là uống cà phê. Đi uống cà phê. Dạ. Cứ qua nhà là rủ uống cà phê rồi đi uống cà phê. Rồi. Là cái lần đầu tiên mà hai đứa đi uống cà phê á, là cách đó, cách cái hôm mà coi mắt là mấy ngày? Một ngày hả? Một ngày. Là bữa sau ngày đi, hôm sau là đi uống cà phê luôn. Là với ông anh. À. Rồi vô. Có lúc nào hai đứa đi riêng á? Đi riêng là ông anh nói là thôi mày đi chở con bé đi, hai tụi bay đi. Là cũng ngày hôm đó luôn, ngày hôm sau đó luôn. Ngày hôm đó luôn ạ. Qua ngày hôm sau lại uống cà phê luôn. Yeah. Hiểu không? Nhưng mà đi làm ông anh bảo kê. Okay. Đó, yeah. Tới đó rồi cái ông đi chỗ khác để cho hai đứa. Hai đứa về mình. Hai đứa. Hai đứa vô quán. Lúc đó em mới nhìn rõ cái gương mặt của anh đúng không? Dạ cũng hay sao? Thấy mũi cao. Với mồ côi. Với nụ cười rất là ấm áp. Nhưng mà vô thì nói gì? Ừ đúng rồi, hôm đó anh vô hồi fan có dê em không? Dạ không, anh không từ lúc quen tới lúc cưới rồi không có dê. Như vậy là không có giống ông trước. Không nắm tay nắm chân luôn. Dạ có nắm tay nhưng mà không có đụng chạm gì hết. Cho tới ngày cưới luôn. Dạ. Mà khi về là đùi ra đùi. Khi về là đùi. Đi ra giữa đường á. Là có nghĩa là sau cái bữa đó đâu, sau cái bữa đó luôn. Là đùi luôn. Dạ. Dạ. Tức là đi đặt đêm chi mấy ngày sau chi. Là đi chơi quen rồi là ảnh ngồi trước ngồi cứ cơ đỡ tay nghe đùi á. Rồi phía sau cái gì đúng không? Dạ. Lái xe xong rồi là thiện tài đó, thiện tài đó. Rất là nhột. Nhột, cảm giác là nhột chứ không nhột mà thích nha. Nhưng mà là để luôn đúng không? Để luôn nhà đúng không? Để luôn cứ đi lái là đi cầm tay rồi. Cứ là đùi vậy đó. Nhưng mà không dám đỡ tới về nhà, chỉ là còn tới nhà là bỏ tay ra. Nhưng mà đi tới mấy giờ về? Ba mẹ chỉ cho tới 9 giờ là về được. Dạ. Vậy hả? Như vậy là hai đứa quen nhau coi như là cưới được 7 tháng rồi đúng không? Dạ. Vậy là quen nhau bao lâu thì cưới? Khoảng 20 ngày là đính hôn ạ. Gần tháng à? Gần tháng luôn. Dạ, gần tháng là đã đính hôn rồi. Dạ. Gần tháng. Con nghĩ là khoái quá rồi đúng không? Khoái quá luôn. Dạ, rồi lúc là đi mua nhẫn cầu hôn luôn hay sao? Dạ chưa được cầu hôn ạ. Chưa cầu hôn. Chưa cầu hôn. Chưa hiểu. Dạ chưa được cầu hôn nhưng mà có nhẫn cưới rồi. À là đeo trước thôi. Dạ. Là đeo trước đúng không? Dạ. Hai bên gia đình thì sao? Ê, cũng ai cũng biết. Giới thiệu mà. Này là giới bà chị giới thiệu mà. Rồi. Mà hai gia đồng ý hết, hai vui vẻ cáp cho hai đứa luôn. Dạ. Rồi có viết thư tỏ tình hay là nhắn tin tỏ tình gì không? Dạ không luôn ạ. Cả hai đứa là từ lúc quen tới ngày cưới là không bao giờ tỏ tình gì hết. Chưa bao giờ nhắn tin nói là dạ không ạ. Tại vì chồng cũng không có xuyên mà cầm điện thoại nhiều, với lại là không thích nhắn tin, thích gặp mặt. Gặp thực tế vậy nó hay hơn. Gặp trực tiếp hay hơn. Nhưng mà rồi lúc đi về là có điện thoại. Có hả? Rồi nấu cháo điện thoại không? Có nấu cháo điện thoại không? Dạ. Cua bé này là hết nhiêu tiền điện thoại, nói chị nghe coi. Chầm mấy thôi hả? Gì bèo vậy? Chắc là đi xài. Đi ra mà. Giờ cho xem một tấu gì đó là được. Là ngày nào vậy? Có Zalo mới Zalo là gặp mặt. Gọi điện Zalo gặp mặt luôn. Dạ. Bộ đó giờ không biết nhắn tin hả? Không có nhắn tin tỏ tình hả? Dạ không luôn ạ. Chậm gì? Viết tin nhắn chậm. Viết tin nhắn chậm. Chậm nhìn. Ủa, nhưng mà chữ nghĩa sao mà nhắn tin chậm? Biết không biết, nó chậm hơn chứ là chồng mình là không biết lên. Nhiều à. Không có biết nhiều chữ đúng không? Dạ. Nói chung bây giờ người ta thật ra bây giờ người dễ ta hả? Gặp không ai cái voice chat đó bấm vô cái nói được rồi. Dạ.
Em ơi đang làm gì đó, ở đâu vậy? Em ơi ngủ chưa? Cái giá cái điện. Đúng không, đúng không? Mới dạ. Lôn mới ngủ luôn à. Ôi vậy mới, đó mới chừng nào mà ngủ nói không? Chuyện xong ngủ luôn. Dạ, ngủ là luôn. Con là em bị mơ là mỗi lần anh gọi là dở buồn ngủ lắm. Mà không gọi là khó ngủ lắm á. Nhớ đúng không? Nhưng mà dạ. Gọi điện là để cho ngủ đó. Hiểu gọi không? Điện là ngủ à. Có khoảng 3 phút là ngủ. Đó, em hiểu hai bạn này không? Không ngủ thì không gọi thì nó không ngủ được. Không ngủ được. Nhưng mà gọi để ngủ đó. Gọi cái dạ. Để, hiểu không? Gọi này, nói chuyện cái là đó, chồng cũng để Zalo rồi ngủ luôn á. Hai đứa nhìn nhau cái thấu vậy mà cái bé nói là gì không? Cứ gọi 3 phút là ngủ liền. Thì đó, nó không dạ. Ngủ được, nó phải nhờ gọi để cho nó ngủ. Là làm giọng. Như là quen hơi đó, quen hơi, quen quen chậu giọng, quen giọng, quen hơi, quen giọng á. Đó, nghe cái giọng. Là về phải điện à, chứ điện không được. Chồng này lúc còn quen là ngày nào cũng qua, cho nên là nó bị quen rồi. Những ngày nào mà chồng không qua chơi á, giỏi hơn. Là hơn. Ừ. Ngày hôm đó không gọi điện luôn. Gì vậy? Nếu mà chồng gọi điện thì tắt máy. Mày gọi sao mày gọi? Tao đéo nghe. Cưng quá. Thật thà. Thật thà dễ sao. Mặc dù chồng hơn em tới 8 tuổi. Ừ mà em nổi điên lên là dạ. Trời giận luôn. Tao không cần luôn. Dạ. 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 Nhưng mà tới nửa đêm rồi. Chắc cha nhớ quá. Cũng gọi là. Tức là nhớ em nhớ quá đúng không? Em, dạ. Em nhớ là em chủ động gọi lại cho anh. Dạ. Ôi. Ờ. Khi mà vợ chủ động gọi lại thì thấy sao? Sướng thấy không? Được, bữa này gọi tới á, bữa nay mày gọi lại tới á. À, à. Nghe. Ừ. Coi như 20 ngày chịu hết nổi, tôi đăng ký kết hôn cho rồi đi đúng không? Yeah. À. Đăng ký kết hôn là qua ngày cưới. Cưới sau cưới rồi mới đăng ký kết hôn. Tức là sau khi cưới. Dạ. Có nghĩa là 20 ngày là mình cưới luôn rồi. Là 20 ngày là đính hôn. Đính hôn. Rồi khoảng 1 tháng sau là đám cưới ạ. Dạ. Như là tổng cộng vừa quen mà vừa làm đám cưới vào khoảng 8 tháng. Dạ. Oh, đúng không? 8 tháng rồi hả? Đúng rồi. Dạ. Giờ cưới được 7 tháng rồi, còn 1 tháng quen nhau đúng không? Rồi. Tìm hiểu. À hiểu rồi. Đó, rồi sao? Rất là nhanh luôn. Rồi sao trước khi cưới ảnh có thú nhận với em cái gì không? Ờ cái đó bây giờ gì nè, hỏi cái vụ mà giữ gìn cho nhau đó, có giữ gìn cho nhau cho tới ngày đám cưới không? Dạ, giữ gìn từ tới ngày qua ngày đám cưới luôn ạ. À, có nghĩa là cái đêm động phòng là không có luôn. Dạ. Buồn. Sao vậy? Tại vì đám cưới ngày hôm đó là rất là vui. Ảnh mừng quá, không có kiểm soát được cảm xúc của mình nên là uống hơi quá chén. À, uống nhiều quá đúng không? Dạ. Đến tối 8 giờ, 8 9 giờ ảnh mới dậy. À. Thì sau đó là uống tiếp và ngủ tới trưa luôn ạ. Không trưa có dậy nổi, không làm ăn gì được hết. Dạ. Còn em thì đếm tiền sặc máu luôn ạ. Đếm tiền sặc máu luôn. Ôi, người đám cưới lời không? Dạ cũng vừa đủ trang trải. Vừa đủ trang trải thôi. Dạ. Rồi xong là mấy hôm sau mới có đêm tân hôn. Qua hôm sau không? Qua đêm sau. Qua đêm sau không? Nhưng mà sao chung? Thấy đêm tân hôn giá trị không? Đã. Dạ. Có bị vụng về gì không? Có chứ. Có chứ. Có chứ. Tại vì hai đứa là lần đầu tiên biết. Anh là đầu tiên biết mà em cũng đầu tiên. Em là đầu tiên luôn. Dạ. Bé vợ anh nhưng mà bữa đó bé vợ nó có khóc không? Không. Dạ không. Vậy hả? Không khóc. Vui quá. Trời rồi, đời, nghỉ không luôn. À, rồi bây giờ là coi như ở với nhau được 7 tháng rồi. Dạ. Rồi có tật xấu gì không? Khui đi em. Nhờ chàng nói trước. Bé vợ dữ không? Dạ. Bé vợ có dữ không? Nóng tính lắm. Nóng tính phải không? Nóng tính. Gọi gì nữa nè? Bơ bộn. Rồi mỗi lần nóng tính thì biểu hiện như thế nào? Trọng mắt lên. Gương gương nó sợ. Nhìn cái là sợ liền. Sợ. Rồi. Sợ nó lái lại đi cho chút mình gì rồi lại. À, đi ra ngoài chút mình gì. Nóng tính mà. Ừ. Chứ mình ngồi đó nóng nữa là nó đổ vỡ. Ờ đổ vỡ nhưng mà có đập đồ không? Có bao giờ nóng mà đập đồ chưa? Chưa. Chưa phải không? Dạ, chưa. Vậy là bừa bộn nè. Bừa cỡ nào? Lụm cái kia không cắt mà đi làm cái khác nữa. Ừ. Em đem cắt. Ừ. À. Này chưa cắt thì đã là dục cái khác rồi. Rồi còn gì nữa nè? Không nhớ, quên. Làm chuyện này làm chuyện xong kia mà lại nợ quên. À, hay quên, hay quên. Dạ. Quên. Còn gì nữa không? Dạ. Còn gì nữa không? Đó con vợ nó nói. Cho con vợ nó nói. Em kể chứ, em kể chứ. Kể nữa hay chứ. Có mê gì không? Dạ. Có mê điện thoại, mê game hay là mê phim? Điện thoại 24/24.
là cầm suốt luôn. Cầm luôn. Nhưng mà cầm là chơi game hay là Facebook hay là công việc? Dạ, cho coi có Facebook rồi coi. Này TikTok này nọ thôi ạ. À vậy đó. Dạ. Làm tiếng kia bán thỏi là làm cứ vừa làm rồi vừa coi. Vậy á hả? Cô không biết làm gì ở nhà cho là buồn, cầm điện thoại luôn ạ. Vậy đó. Ủa nhưng mà giờ em có đi làm gì không? Hồi trước là không có đi làm ở nhà. Tại tính là đỡ qua Tết rồi kiếm việc làm. Nhưng mà ở nhà buồn quá rồi đi làm. Dạ. Làm khoảng tháng rồi. Bây giờ khoảng tháng rồi. Dạ. Rồi bây giờ là cái kinh tế của hai đứa ổn không? Cũng được. Dạ, cũng được. Rồi giờ tới em đó. Ảnh tật xấu gì? À, tật xấu đầu tiên đó là sáng nào cũng uống cà phê. Ủa cái đó được mà? Dạ không được, dạ không được. Tại vì uống cà phê nhiều quá thì không tốt cho sức khỏe của mình. Đâu có, một ngày uống 2 ly được. Ôi anh là uống có 1 ly. Người sáng là tốt nha. Thiệt. Anh là một ngày là không có cà phê là anh chịu nổi á. Nè, uống cà phê, ví dụ nè, nếu mà để muốn tốt thực sự á là một ngày uống cà phê không đường. Dạ. 1 đến 2 đến 3 ly cũng đều được. Em uống bao sữa à? Nhưng mà nếu uống cà phê sữa thì một ngày 1 ly. Dạ. Ừ. Mà buổi sáng là rất tốt. Uống sáng rồi cho trưa chiều không có uống. Đó thì không để chỉ cho để chị chỉ tin chị đi, có nghĩa là em một ngày em cho anh uống 1 ly cà phê ok. Dạ. Hiểu không? Nó sẽ làm cho tỉnh táo rồi nó kích hoạt tất cả những cái mạch máu rồi tất tần tật này kia nọ là ok. Dạ vâng ạ. Ừ. Rồi nghe rồi sao nữa nè? Tật xấu thứ hai đó là quét sạch sẽ đi. Đến cọng tóc của em nó rụng, anh cũng quét lát chậu quét mà hay gườm lắm, cứ quét là gườm. Cái gườm thì xấu nhưng mà cái sạch sẽ là tốt nha. Đó bây giờ gạt ra cà phê được uống nè, sạch sẽ tiếp tục nha. Nhưng mà sạch sẽ thôi đừng liếc người ta, hiểu không? Con người ta đẹp quá mà tự nhiên liếc gì được, mình làm cho vợ mình mà đúng không? Bỏ cái lườm thôi, còn gì nữa? Tật xấu thứ ba đó là hay càm ràm, nói nhiều với lại là hay cắt ngang lời người khác nói. Vì mỗi lần mà em muốn nói cái gì đó anh hay cắt ngang và khiến cho vợ chồng bực mình. Rồi. Thì đang nói mẹ em chiên vậy, em chiên vô nói bực. Nghĩa là nói nhảy chưa vô trong họng á. Nói chưa hết ý. Nhảy hay nhảy vô trong họng á là chồng á. Rồi. Nhiều khi bực mình cãi lộn quýnh luôn à. Rồi, em quýnh chồng miết à. Em quýnh chồng biết hả? Dạ. Không quýnh nữa, em đã bỏ đi chơi. Thôi chơi. Ở nhà ngọc mình. Tức là quýnh em lại mở em đi chơi luôn. Bỏ rồi tới bao mà lâu. Mà đó giờ quýnh là quýnh cái trận nặng nhất là quýnh như thế nào? Không có. Cũng nhiều là nhiều lắm ấy ạ. Tắt này. Tắt này. Có vậy quýnh lại không? Không. Sao quýnh được? Giờ sao quýnh đâu quýnh được đúng không? Vợ của vợ rồi giờ hỏi nè. Có vợ ảnh đó nghe. Có ghen không? Vợ trẻ đẹp quá mà. Ghen nhiều mà lúc ghen mà như thế nào? Nhiều lúc mà gọi điện cho bạn á thì anh nói chuyện với ai à, thằng nào gườm nữa. Rồi anh ghen hả? Anh ghen hả? Không có. Ghen mà chối. Dạ. Đúng không? Rồi ghen không có. Mấy hôm nay là cứ nhắn tin cho người bên chương trình á thì anh nói thằng nào thằng nào. Vậy đó. Mà hỏi, ủa, ghen hả? Anh cứ chở qua chuyện. Dạ. Rồi, còn tật xấu gì nữa không nè? Tật xấu đó là hay thả bom ạ. Thả bom thì cũng đâu có tật xấu. Đường ruột tốt. Đường tốt mà tiêu hóa tốt. Một ngày chị cứ tưởng tượng đang ăn cơm thế này. Ăn cơm ngon miệng vậy. Chóng mông lên. Chà, liên thanh luôn hả? Nếu như mà em vỗ một cái là anh ra một cái. Em vỗ một cái nữa là anh reo một cái tiếp. Đó, tại em đó. Em khoái đó. Lần đầu tiên ta nhìn là nhìn vào vòng ba đó. Không mà tiêu hóa tốt, hàng chi nó ốm. Thiệt mà, nó phải xả ra mới ốm được. Rồi bây giờ em mong muốn xả thay đổi điều gì? Ông sẽ bớt nói chen ngang. Bớt cái tính đó. Với lại là trưởng thành hơn chút. Tại vì 30 tuổi đầu rồi. Nhưng mà nhiều khi em tưởng như là con của mình nữa. Vậy đó hả? Con nít dữ lắm ạ. Dạ. Tối ngủ là chồng cứ gác tay lên vai mình, vai vợ. Cho nên phải gối đầu tay vợ mới ngủ được. Dạ. Mà bây giờ nếu mà ngủ mà không có chồng là ngủ không được.
Em á hả? Dạ. Bây giờ quen luôn rồi. Quen rồi. Ủa, rồi mai mốt rồi, bên kia là đứa nhỏ, còn bên này là ông chồng, hai tay. Dạ, cái chàng. Còn em mong muốn vợ thay đổi gì? Vợ gì rồi, bớt chơi game. Bớt chơi game. Bớt lo việc nhà. Lo việc nhà. Bớt chơi game, lo việc nhà. Là kinh tế thì nó ổn định không? Hả? Là kinh tế cho ổn định. Đừng bớt game. Chơi game quá không tốt. Nhiều khi mấy ông anh nhà nói chơi game quá. Đúng rồi đấy em. Mắt em có bị cận không? Tại mắt bị sỏi mắt à. Bị gì? Bị sỏi mắt à. Sỏi tức là à, mắt hột quá phải không? Dạ. Bị mắt hột quá đúng không? Dạ, cường nó hả? Cứ bị sốt mắt cho nên là nó mắt hột bị cườm á phải không? Vậy dạ. Thì càng hạn chế coi điện thoại lại. Đúng rồi. Nghe em. Nay đi làm cũng không coi được. Đúng rồi. Dạ. Với lại là biết sao không? Bây giờ hai chồng chưa có con đúng không? Dạ, đang có em bé ạ. Được gần 3 tháng. Dạ. Ba tháng hả? Dạ, gần 3 tháng ạ. Vậy hả? Dạ. Chắc chưa biết giới tính đâu đúng không em? Dạ, con trai con gái gì con được. Ổn rồi. Dạ. Bây giờ có một trò chơi, ví dụ như tối, tại vì cái mắt mình mà giờ ấy điện thoại nhiều quá là nguy hiểm lắm. Dạ. Bây giờ sẽ là chơi học chữ. Tối bắt chồng ngồi bắt đầu luyện chữ. Dạ. Đến chi biết không, mốt con mình đẻ ra bắt ổng dạy cho dạ. Mình đỡ cực, hiểu dạ. Cho mình đỡ cực chứ không cực lắm, vừa phải cho bú vừa phải chăm sóc thế này này kia nọ rồi bắt dạy thêm chữ cho con nữa rất là mệt, dồn bắt ổng, hiểu không? Dạ. Rồi ổng bớt lèm bèm đi, ổng bớt nóng tính đi này kia nọ đó, một công đôi chuyện, mắt mình cũng không có bị sốn nữa. Cái mắt bị gì mà ấy điện thoại nhiều là nguy hiểm lắm á. Rất dạ. Nguy hiểm nghe. Cái tia phóng xạ đó nó không có tốt. Bấm thổi luôn. Đó cho nên bây giờ hai chồng chơi trò chơi đó đi vui hơn. Được không? Dạ được ạ. Rồi. Nha. Yeah. Yeah. Okay. Hạnh phúc nha. Rồi chúc cho hai vợ chồng em luôn hạnh phúc nha, và chúc hai mẹ con vui. Dạ vâng ạ. Rồi.